Đầu video mình xin chào và gửi lời chúc đến quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay đi giật lá chuối. Giật lá chuối không phải là bánh chuối mà là làm bánh cúng. Lâu lắm rồi không ăn bánh cúng á, tự nhiên nằm cái thèm á. Trời ơi, con quỷ con nâu rồi. Làm gì nâu? Nó ra vườn chuối nó giỡn nằm mình ấy, nó chơi mấy tàu lá chuối. Thấy cây đùm ruột không, bông không? Mùa này bông nóng lạnh luôn á. Bông dày đặc luôn. Cái lá chuối sau khi mình chặt cái mình để ngoài nắng mình phơi khoảng nửa tiếng cho nó héo. Mình cuốn nó không có bị gãy. Sau khi nạo dừa xong, này một trái rưỡi dừa, cái đó là nước lá dứa. Lá dứa mình xay ra, mình lược lấy nước, mình vắt nước cốt. Nếu mà mình bỏ nói chung mình vắt riêng cũng được, mà nó hồi nó bị lỏng, mình thấy mình vắt thì nó béo. Mình vắt riêng mà mình thấy, thí dụ mình mua ngoài chợ thì mình ép nước cốt nhất, mình không lấy nước dảo. Cái này là 800g bột gạo. Làm món này rất là đơn giản. Lá dứa thơm quá trời. Nước cốt lá dứa. Tới hai trái dừa mà cái kia nó hư rồi, mình nạo được khoảng chừng hơn trái rưỡi. Cái này mình bột mình pha nó giống như lỏng lỏng như bột bánh xèo vậy đó. Bánh này chỉ ở miền Tây mình có, mấy chỗ khác mình có không? Vĩnh Long bán bánh này. Bánh này đó anh nhớ mỗi lần về ngoại cũng hay ăn. Bánh này từ thời xưa. Cái tàu lá chuối tươi thì mình phơi, mình lấy, mình gói. Còn cái khúc lá chuối khô nè, cái khúc này nè, cái khúc sống đó, cái phần mà nó không có cái lá, mình lấy luôn khúc dưới đây có lá cũng được. Mình đem đi, mình cắt khúc ra, mình đem ngâm nước xong mình xé ra để mà mình buộc. Rồi vắt luôn nước dảo luôn hả? Vắt hết nước dảo lại thì mình quậy chung với bột, mình hấp có một lần về luôn nước dảo rồi luôn. Ca này mình có bao nhiêu nè? Ca này hiện giờ nước cốt, nước dảo, nước nhất gì đó là 1.4 lít. Gần 1.4 lít. Để mình coi hồi còn lại nhiêu.
Giờ mình pha bột. Bột này bỏ vô hơn nửa chén đường nha, hơn nửa chén cơm đường. Này ăn lạc ăn ngọt mình thêm. Bỏ vô miếng muối. Bỏ vô miếng muối. Rồi với lại nước cốt này mình chế từ từ vô. Cốt này chắc không béo không đâu, tại dừa này nó không khô hơn. Này mình chế, nếu mà chế nó đặc quá cái bánh mình nó bị cứng, chế cho nó mềm mềm ăn giống như là bánh da lợn nha mấy ngon. Bây giờ em đi ấy thử một miếng. Quay bột, quay bột cái đậu lỏng với đậu đặc anh cũng biết à. Nếu mà nó đặc quá thì sao, đặc quá thì mình thêm nước, còn lỏng quá thì thêm bột. Nếu không mình chưa kinh nghiệm mình lấy cái nồi nhỏ nhỏ mình hấp miếng chút xíu trước. Nó vừa ăn không hả? Ừ, vậy là chắc ăn đó. Ở nhà mình lúc nào cũng nên mua bột dư. Phải mua 1 ký xài 800g. Còn 200g để dự phòng. Mua vài ký để dành làm bánh. Em mua 5-6 ký. Ủa cái mấy cái cọng đó còn làm cái đồ ăn cuốn lại chứ hả? Chặt cái cọng chuối. Rồi thì cái cọng hồi nãy đó con lấy con dục hết rồi. Dục đâu rồi? Đi lượm lại. Lượm lại cọng. Dạ. Mới đó hết rồi đó hả? Lẹ rồi vậy. Trời nãy giờ mấy tiếng rồi mình đi. Chặt cọng nhỏ nhỏ được rồi. Cái này mình xé miếng khoảng 3 tấc ha. Những cái chuối khoảng 3 tấc. Trời ơi, mấy năm trời mới làm lại không phải nghề nghiệp cho nên mình phải vậy thôi. Vậy cái lá gấp này kìa.
này luộc thử một cái nha cho chắc ăn, luộc khúc thôi được rồi. Cái này nãy chế nước vô thì chế vô khoảng còn lại 200 nè, chế vô khoảng lít gần lít 2 á. Luộc một cuốn cho chắc ăn. Nó ra miếng bột rồi đó. Cái này vợ mình buộc rồi, không có chắc nó bị xì nè. Làm 800 gram bột à. Đừng có đảo nó xì nữa. Cái này mình phải buộc cho nó chắc mới được. Rồi mình hấp thử một cái nó hơi đặc đặc, rồi mình cho 200ml còn lại vô luôn, tổng cộng là 1.4 lít. Rồi cuốn đẹp quá vậy. Mẹ con. Điều đẹp như nhau. Rồi có cây này cuốn đẹp ha. Để mà Duyên nó đem chục hết trơn. Chị đi lụm lại. Chứ là lấy gì cuốn. Cuốn bằng cái cọng chuối nè. Đẹp hơn 4 năm trước không? Đẹp. Rồi 4 năm trước làm, ý là làm lần thứ 2 trong đời nha. Nghĩ đi làm nhà cuốn bánh cuốn đi bán lên từ. Vậy luôn hả? Sáng hai mẹ con cuốn xong rồi bưng ra chợ bán. Bán à, được, bán đắt rồi nói gì với bán ế ngồi châu nháo rồi. Đem về ăn với bà nội luôn. Bánh cuốn miền Tây, bánh cuốn miền Tây, mày vô mày vô. Trời vậy chính thiệt, lần làm bán đắt lắm á. Mình làm ngon bán đắt à. Bán cuốn thì cũng mau ha mẹ. Nhưng mà cực cái khâu cuốn này nè, đi gọc lá đồ cực thôi. Đâu có cực. Làm hơi lâu. Nay làm có 1 ký gì 800 gram bột, không có nhiều bánh đâu. Đúng rồi, ăn riết ngán. Ngán chết bà bánh dư. Lá thì dư rồi. Dư lá rồi. Còn lá làm gì nữa ta? Uống đi nhiều chịu hao, nhiều khi nó bị xì. Bị xì, chảy. Phải thấy đẹp là lấy được mỗi cái luôn. Để giờ bột vô ấy. Nó bị xì rồi chảy rồi mình đổ ra. Bởi vì em làm cọng chuối này cột nó mềm nè, chứ nãy gặp lấy dây lát cột không được đâu. Lát cột cứng ngắc. Cứng ngắc à, lủng với chuối, lủng. Lủng chảy luôn. Thấy gì không? Không thấy mặt trời. Mọi cái phải đưa vậy là. Thấy tá hù là thấy nó không có lủng rồi đó. Cái này mình cuốn bự chả, người ta cuốn bằng ngón tay à. Ừ, người ta cuốn nhỏ nhỏ đều đều. Nhỏ chiếu. Bé á. Ừ. Đều. Cái này ăn cuốn một. À, cuốn nhỏ là người ta chẻ cái cọng này nó nhỏ. Dạ. Lấy cái thao á, họ bỏ vô cái thao chứ ít quá vậy. Bỏ gì vô thao, gì cột xong mình dựng vô nhỏ nó nè. 2k đó hết rồi đó hả? Dạ. Có chuẩn bị đặt không? Có bao nhiêu đây à? Trái dừa hả? Trái dừa. Trái dừa. Trái dừa vừa nãy thử cái đầu tiên. Vô. Trời ơi, ca này cái muốn hết ống rồi. Ừ, lưng à. Để sâu xuống. Thì lưng lưng mình cột được ha. Cứng là mềm bột nha. Nãy con thử xem nó mai cứng không chứ. Mình bột bóp gãy là nó nước chảy à. Để muối cho nó thôi, vừa ăn á, muối rồi miếng đường. Làm ngọt hay làm lạ? Ngọt đó. Rồi đi rồi. Sao không lấy cái chảo cái nồi để có cái nó dài sợ nó vừa không nó lọt không? Cái nồi này. Mẹ bắt cái chảo cho nó rộng. Cái nó dài như vậy nè, để gì bị ngang nó lọt không á, lọt xuống cái nồi lòng nồi. Đâu ngắn rồi.
Ở đây được rồi. Được cái đó rồi cô ơi. Nhiều quá ăn ngán lấy mồ luôn. Tính cho người ăn người cái thôi mà, đâu ăn cái thứ hai. Điếm đầu người hả? Hay quá chuyện ơi. Thiệt chứ. Kêu chị đổ lưng lưng nó quất cái chạy ra tới. Nó quất cái đầy tràn luôn. Mấy nha. Mấy to. Bắt sấu da lên. Lấy cái chảo hả? Ăn nhiêu múc. Đó nó nhiễu nè. Tại nãy cứ gáy chàng á, chứ không phải cái này nó bị lủng, bị xì đâu. Ê, mà hình như cái này nó xì hay vậy ta? Nó nứt rồi. Chết cha rồi. Đây nè, bún nè. Nào vừa vậy còn nhóc hết trơn nha. Mày mỗi lần đổ phải lấy cái giá quậy lên nha. Để thôi bột nó lắm ở dưới. Nó bị gì đó. Cái giá mà chiếc đũa. Dừa nó không khô, nó bị cái giá nhỏ á. Mấy chai dừa đó đó hả? Cái chai dừa đó đó hả chị? Nó bị nhép á. Thì nó không béo á. Nó không béo. Ừ. Chuyên làm mấy trái? Một trái hả? Có một trái gì rưỡi. Đổ cái nào người ta cũng phải quậy quậy lên, vậy nó bột nó đều. Xong nó lóng ở dưới lát nữa mà ở trên cái nó... Trên trong khe dưới đậm đặc. Ừ, dưới đặc sệt. Đợi đi, rồi ai ăn. Cắt. À, ơi, để cái ống vô trong cái thao nè, đổ muỗng nhiều khi nó có chặt tay, nó có nhiễu, nó cũng chảy vô thao. Không thôi tùm lum, chảy tùm lum bên ngoài. Rồi ăn gì mà phải cái bắp chuối đó này. Bắp chuối hôm qua ngon quá đấy, thấy vậy. Chừng 20 cuốn gì? Giáp đâu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22 cuốn rồi mà cộng như 1 hay 3 cuốn. 30 cuốn. Bánh này hao bột lắm. Đưa mẹ con nó về sớm vậy. Để giờ mãi có con chuyện. Giờ mạnh chuyện gì không biết. Chở xe chứ gì. Ủa Nguyên thức rồi hả? Thức nó đi chơi rồi mẹ. Nổ gì vậy? Nhìn cho thấy không hả? Giờ thấy lắc lắc hả? Giống như nó đổ lâu rồi, nãy giờ cái nó lóng bột xuống dưới rồi. Nồi nước sôi nóng, nó sôi bột lên điệu gì má ơi, bỏ vô nồi nước sôi mà. Cái bột mình nó cũng phải nóng, nó chín chứ, nó không phải sôi được chứ. Đúng là làm bánh. Đúng là làm bánh thiệt à. Bài à. Bột á, bột cái tùm lum á. Nó xì hả? Còn thiếu ống hả? Ống hết không? Thiếu cái nè. Còn hai ống à. Như bột đó kìa. Chú ngon hết chứ ngon. Ủa chú hộp nó chín rồi. Con đó không có ngon. Bột nó xiết rồi nó chú hộp hả? Trời giờ đang sau một cục ột khả vô là nó sôi chưa? Đó, nó sôi rồi đó. Cái này là chảy hả? Sôi nè. Đâu cái nào chảy chảy đâu. Mấy cái buồn ngoài này cũng 5-7 trái. Nó già đốm đi để rồi nó cái này mình nấu nha, chứ mình luộc thì thời gian nó lâu hơn, nó gấp 2-3 lần á. Hả? Ủa tự nhiên anh nói em hiểu gì gì đó. Hấp mình hấp nó lâu hơn, thời gian nó gấp đôi gấp 3 lần, này mình luộc cho nó nhanh. Nhiều người ta bán bánh ít chần á, người ta đâu có hấp đâu, người ta bán mỗi ngày người ta luộc không á, tiết kiệm củi lửa. Đó là ngoại bán bánh ít chần luộc không chứ đâu có hấp, hấp lâu chứ bà. Luộc như chè cho nước vậy đó. Ừ, vớt ra là nó gáo rồi. Nó vớt ra. Thay dầu. Cái thau nước để miếng hành the vô. Rồi có gắp ra, gắp ra. Sau khi khoảng 15 phút thì bánh bắt đầu chín, thì mình vớt thử cái ra nè. Cái màu xanh nó hơi đậm quá à. Bánh nó chưa nguội cho nên nó chưa có săn lại. Thơm lắm nha.
Đó tôi làm bánh này đi cúng hả? Tên nó là bánh cúng. Nó là tên bánh cúng hay là người ta làm ta đi cúng ta kêu bánh cúng? Bánh này ít có ăn đây là bánh cúng. Bánh cúng bánh cắp à? Bánh cúng bánh cắp. Bánh cắp là bánh gì ta? Bánh cắp là miệt Long Xuyên á, trên chị Sáu á. Bánh cắp là hai cái xếp cặp lại vậy nè, rồi ở trong có những chuối nữa. Nếp. Rồi có ăn chuối bỏ vô nữa. Chưa ăn bánh đó lần nào. Hai miếng kẹp lại, cột lại. Cặp tháng 7 mà ta ưa cúng bánh cúng bánh cắp. Dừa ha. Có bao cứng không? Ừ. Dừa nó dai luôn. Dai ha. Cái này nó thêm miếng béo nữa. Đời đúng rồi, nó không béo không? Mềm phái ăn mềm chút nữa. Bánh cúng mềm chút nữa. Mình ăn còn nấm hay chân không? Nó chỉ cây, không được béo không? Mình làm cúng bự dài quá. Chưa có nguội, mình đang để quạt cho thổi nguội chút. Bánh này rồi nó mềm, dai nhẹ. Béo nó cốt dừa. Muốn dai pha miếng bột năng vô, còn muốn ăn nó mềm á, không bột năng. Vậy là dai rồi. Bánh này nó phải mềm mềm á, hơi dai nhẹ, ngọt nhẹ, béo. Bánh này màu xanh nó hơi nhiều, nó hơi mùi ở dưới hơi nặng. Trời ơi, dài gấp đôi bánh. Gấp đôi, gấp ba là ăn bánh của người ta. Cái gì con rắn nè. Nhìn nè. Nó rớt á Quyền ơi. Rớt. Cắt ra ăn đi. Không như bánh ra là ăn vậy. Như mình bánh dây lợn vậy nè. Tới đâu tớ? Bánh mày quay ăn không? Bánh rồi quay tốt. Gắn lục xanh. Quay ăn quay. Lấy cái trên này cho nó nguội. Bánh cúng chứ không phải bánh cuốn. Ba lại ăn bài. Rồi chấm lại ăn nè. Ăn bự cho nó đã. Thắng ăn không thắng? Thắng chung. Ăn bánh nè, mà tụt ra chưa? Quê biết ăn không? Chứ bánh dây gì lắm quá. Mẹ bỏ ra gió khỏi cái ngồi. Giống con gắn. Ở sao cái này quấn nó không tròn mà nó dẹp dẹp đó. Cũng đẹp đó nó. Cái này đúng là xả thiệt đó. Đang dân ngồi vậy đó. Mang nãy giờ chị. Cái này được bé một chút nó ngon lắm rồi đó. Chị mới hai lên chút xíu. Cái này họ đem với cho mấy này đi. Sống mấy trời luôn biết sao. Cái này lá bự rồi. Cái cuốn này dài gấp 3 lần cái bánh của người ta luôn á. Dài mà bự hơn nữa. Cuốn ta ngóng bằng ngón út à. Nè nè. Ta bán ta cuốn nhỏ xíu à. Chút rồi lột ra lủng cái hết cái bánh. Quyền. Có mình một cái bằng ta mấy cái à. Dâu. Cái này nhảy dây được ha. Cái bánh này dài nhảy dây được luôn á. Bột dai quá. Nó khó pha miếng bột năng. Nãy pha bột năng hả?
Rồi bởi vậy anh ăn là anh không thích rồi. Nó không giống cái bánh người cúng. Nó dai dai mà. Ủa giờ mình ăn không biết luôn. Em thấy nó dai em cứ nghĩ là bột mới đặc không à. Tao mới không ăn. Ăn thua em muốn. Nó cốt nhiều mà nó không có dính lên thôi. Nãy giờ lén lén tha bột năng vô hèn chi. Người ta nghe bao nhiêu bột gạo không. Dạ. Cái bánh này là nó người ta bột gạo không mà. Bột gạo ăn bởi nghiệp đúng không? Như vậy nó mới gọi là bánh cúng. Giống như người ta bán bởi nghiệp à. Thấy nó vậy người ta mới kêu bánh cúng. Mình pha dai dai nè. Dai dai là bánh gì? Bánh dai lợn hả? Ờ, vậy đó là dai lợn. Pha dai nhanh dinh hết. Nói vậy không ăn nữa. Nó hơi dai thôi mà. Cái của ai vậy? Vậy mới ăn nhẹ thôi mà. Bánh nghiệp ngán chết. Thấy ăn đúng hương vị nữa. Bánh nghiệp ăn cá một ngán. Như đợt rồi á, đợt rồi làm phái á. Anh muốn bánh nghiệp nó anh xay bột á. Thấy không, cái đợt rồi á, ăn cái bánh nó mới đúng á. Thắng ăn có 1 phút à. Bỏ chạy rồi. Trường cho con đem nhỏ. Đúng cái cột, đổ bột vô, hấp. 4 năm trước á nhớ không? 4 năm trước ăn mà nó còn thiếu lá chuối á, ăn gì là lấy chữ vô gói tiếp. Bây giờ làm vừa in luôn ha. Vừa in luôn trời. Không dư không thiếu. Hồi nãy đúng ngon luôn Tư. Năm tàu lá chuối. Lá quấn nhiêu rồi đủ vừa đủ chân. Vậy hả? Năm tàu á. Hết trơn quấn hết trơn luôn. 800g bột. Nhiều ống là đổ vừa đủ hết trơn. Dư. Dài quá. Ngon. Bánh à, ăn phải ngậm vô tan vừa tan. Trời trời trời. Vậy sao ăn vậy? Cũng cúng á. 7 vô rồi. Cho 7 con cúng mới ăn hết thì ăn năm cưới luôn. Ăn 2 cúng hỏi thì ăn năm cưới nổi. Thì năm cưới luôn hả? Rớt rồi. Em dưới dậy cuốn. Dưới cho Nhi dưới một tèo. Thắng có ăn không? Ăn đem cho Nhi dưới chạm. Trời ơi bắt buộc thịt ăn vô mới được. Cũng hết rồi. Sao vậy? Mà một cuốn đi. Đi người hai cái. Dạ. Con gái cái nhà. Gì đó. Bánh rồi mấy. Bánh. Hấp hay luộc nha chị? Luộc. Làm mẹ hai cái đi, ba cái gì đó. Thôi cái thôi. Chị ăn, ăn em về bả hai cái. No quá ăn hồi đi ăn cưới không nổi. Biết luôn nữa. Sao? Tính kêu bảy ăn khỏi đằng khỏi thì đám cưới khỏi ăn. Nhưng mà bảy giờ kêu bảy ăn hai cái thì khỏi đi ăn đám cưới nổi luôn. Chắc nghe ai rồi. Về gì? Về đưa đứa tao quay về ngoài tắm rửa chuẩn bị đi. Cái mùi vậy không dám ăn thương à. Nó á. Nó thiếu béo gì à? Nó thiếu béo là chắc rồi nhưng mà có một cái là nó dai là bỏ bột năng hơi nhiều đó. Nó dai hay là mùi vị đám cưới ngon lắm. Ừ. Thiệt á, người nghe nó thiếu mấy thứ. Thiếu béo chứ sao? Thiếu béo. Thiếu béo với mùi lá dứa hơi nặng nữa. Mùi lá dứa nhiều quá đó. Bánh này thứ nó bình thường không à? Bình thường là màu trắng chứ không có lá dứa. Ừ. Màu trắng nó tốt dừa mà. Mà không, lá dứa pha ớt ít thôi. Mà nó mềm, còn cái này nó dai quá. Đó. Này là tăng thời rồi. Ăn nó dài quá, nó ngán chết rồi. Không bằng hồi đó. Mùi vậy xong chưa mất tiêu rồi. Rồi, bốn. Đó, bột xay không à. Đó, làm đâu có. 4 năm trước kìa. Hồi đó mình ngâm gạo mình xay. 4 năm trước bắt các bạn đây nè, bảy ở Trần, bảy nhậu, nhớ không? Lấy cái bắp chuối chặt làm hai đập chẹp chẹp đó. Ăn rồi còn chị Tư ra lấy lá chuối lại gói lại đó. À, nhớ có vụ ăn đó. Mà nãy năm mà không nhớ. Lúc đó lại ngon hơn lúc này đó. Giờ nó bên gà vô rồi. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Món bánh này mình chiếc chứ. Chùa nó đem xuống để dưới đi. Kiếm hệt. Hẹn gặp lại mọi người video sau.
Tay tay tay. Cầm giò gà. Đang nhìn con nấu nó ra nó ăn thau cơm không? Cha. Cái gì đâu. Mấy chỗ khác như vậy tới 100 mấy ngàn đã, đây nó mua mình có 130 mấy rồi. Tụi nó ăn bánh tráng nước tương mà thấy thèm với sợ vậy.